Việt Ok, Việt vào đi, Việt ok, vào đi, ok, chuẩn bị rồi đó. Từ 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 anh em đứng dân thôn nha. Anh em chuẩn bị nhanh tay nhanh chân vô bang nha, các trưởng lão đứng lựa quan nha. Anh em tránh xa cái Lý Quan ra một tí anh em ơi. Phải có hình bóng cho Lâm Quỳnh cho anh. Chi chi chi. Nó đăng trên group kìa, nó kêu các băng chủ đại hợp tác chuẩn bị lập bom inbox cho lập bang inbox cho nó. Rồi rồi inbox rồi. Anh em tách Lý Quang ra được bốn góc cho tôi. Anh tha cái Lý Quang này. Tránh xa Lý Quang này, anh em đứng bốn góc Lý Quang thôi, đừng đứng bên trong Lý Quang, bên trong Lý Quang đỡ mình trưởng lão thôi. Tròn đấy. Ở đâu đây? Vòng tròn này. Giang Tân Thôn, Giang Tân Thôn. Anh em lấy Lý Quang đi thì đỡ trưởng lão là đứng sửa lên Lý Quang thôi, đỡ vào thôi. Trong là chia góc ra. Bây giờ rồi anh Khải ơi. À đây đang kích tay tù tay này. Anh em xem trên kia đang kích tay này em. À. Độ cho bên fanpage một lách dữ người ta. Lách quá. Rồi, đít luôn. Có, em nói bên fanpage kia. Đang cất tay quá trời anh em, đủ đấy như cất tay đây. Em nói chung em phải dựng đấu rồi, thằng kia nó đồ sắt này, thằng nào nó bị đồ sắt, tội vãi liền. Hồi trước còn mà dịch nó biết rồi. Ừ. Thằng thiếu làm lên đồ sắt. Đợt vô. Đợt sắt. Nhanh. Rồi, xong. Bây giờ cứ từ bình tĩnh. Rồi vô. Lỡ quan thôi, trưởng lão đâu? Lỡ quan đây. Quang đông quá, đây anh em ơi. Nè, thấy em không? Đây nè, Duy Khải nè. Vô đi, trưởng lão vô trước. Trưởng lão trước, anh em cứ bình tĩnh nha, đợi Khải đưa trưởng lão rồi đó. Trưởng lão đâu? Lý Quy vào, Lý Quy ơi. Đâu, để em đưa trưởng lão rồi đó. Chức phụ nè. Rồi, anh em vào Lý Quy này. Rồi, vào Lý Quy nè, vào chung với ta nè. Vào chung với ta nè. Vào Đạt Vinh Tây nè. Đâu rồi, Thiếu Lâm đâu? Ai ở đâu? Thử nha. Đại dân Tây này. Không cho vô bang, cần gì cấp quyền anh, cho vô bang đi. Rồi cho vô nè, cứ auto vô nhanh lắm, như này cả chị á. Rồi anh em cứ rồi vô đây. Xin vào anh em. Xin đi, cứ xin vào liên tục đi. Ông nào nhà bang coi đi chỗ khác đi cho nó dở. Đứng ngay lựa quan đó, đứng tất cả trường lão đứng lựa quan đi, anh em thấy bên này nọ vô đây anh em ơi. Auto làm hết cứ vô đi. Ai vô quan rồi chạy ra anh em. Vào đây. Rồi, đúng rồi, auto vô đây, vô đi. Đi này đang. Em không thấy nhỉ. Đây, ở Nguyệt Láo này. Ngay lửa quan này, ngay thành Giang Tân Thôn lửa quan bên trên tí này anh em. Ai vô ạc nào vô bang rồi cho ra chỗ khác đi, Phun ngay, phun khá chụp hình ngay. Phun chưa? Phun, ok, rồi xong. Gửi hả? Gửi ở đường ngay. Nhất rồi anh em. Xong. Còn dư một đống ạc luôn nè. Đông luôn rồi. Rồi tiếp tục xong rồi em ơi. Hãy ơi, tạo cho bang nữa đi. Thôi, cả thôi, chi. Tạo thêm bang nữa được mà. Dư đầy. Thôi một cái thôi, đừng ham một cái thôi. Bọn nó có 80 à. Một cái được rồi. 80 31 nè. Rồi chụp hình xong rồi. Đó, chưa đợi 2 phút xong liền anh em. Đông. Lấy giải nhất liền. Đó, ban mình được giải nhất đó, thấy chưa? Phun đầu tiên đó. 87 à. Bọn nó mới có 87 à. Đó nãy anh em xài auto tự động đó diệt đúng không? Đúng rồi. Ok, đó, đồ cái kèo hay quá. Bây giờ nó mới 80 à. Ừ, chuẩn bị rồi mà. Rồi anh em cứ từ từ, anh em trong đi có này gì việc chụp tất cả 49 anh em lại giúp Khải cái việc ơi. Chụp hình nào được Khải chụp cho. Phát lương cái gì? Chụp hình đi có hả? Ừ, chụp hình đi có phát lương cái gì? Phải từ từ nhảy vào. Đang thiếu nha, tất cả anh em này đang online, nhảy hết xuống phòng chém gió khải.com này. Tất cả anh em đang online, nhảy hết phòng chém gió.com nhận lương anh em ơi. Tất cả anh em nhảy hết phòng chém gió nhận lương này. Tất cả anh em nhảy hướng phần chấm gió này anh em ơi. Đó, nói chung là trên like Khải bị đít rồi anh em ơi.
nữa là